Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 4. Chương trình Thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Dịch COVID-19 vẫn khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn. Cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ tỉnh Thái Bình lần thứ 3, một sân khấu lớn tạo ra cơ hội để các tài năng trẻ của Thái Bình phát triển vươn cao vươn xa. Nhiều người dân Thái Bình dù ở đâu làm gì đều hướng về gia đình tổ tiên, đó là đi tảo mộ trong ngày Thanh Minh. Mở đầu bản tin thời sự tối nay mùng 4 tháng 4, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua chương trình quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp là một trong những giải pháp trọng tâm của Chi cục Hải quan Thái Bình nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, nhất là nhiệm vụ thu ngân sách. Theo đó, Chi cục Hải quan Thái Bình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hải quan hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính, qua đó rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại, tập trung chống thất thu qua công tác kiểm tra, rà soát lĩnh vực miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế. 3 tháng đầu năm, Chi cục Hải quan Thái Bình thu nộp ngân sách nhà nước gần 360 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 30% kế hoạch pháp lệnh giao. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến hết tháng 3 năm 2021, cả nước đã có trên 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được vay vốn tại ngân hàng này. Tổng dư nợ đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 đạt 230.554 tỷ đồng, tăng gần 4.400 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Tín dụng tập trung chủ yếu vào phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế và việc làm, chiếm 73,5% tổng dư nợ. Việc kịp thời giải ngân đã đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với đại dịch COVID-19. Dịch COVID-19 bùng phát khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề tìm đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra lúc này là làm thế nào để phòng chống dịch hiệu quả trước khi nghĩ đến sản xuất kinh doanh đang được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Từ hơn một năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần may Hà Thành lắng xuống. Các dây chuyền sản xuất phải luôn đảm bảo tuân thủ tốt các quy định về phòng dịch. Còn công ty đã thông báo cho toàn thể cán bộ, công viên trong công ty là trong trường hợp khi người lao động ở nhà có biểu hiện ho, sốt hoặc viện khuất tường phải báo cáo ngay với chính quyền địa phương và tuyệt đối không đến công ty để tránh lây lan dịch bệnh. Công ty vẫn duy trì sản xuất bình thường. Bên cạnh việc bố trí sắp xếp lại sản xuất, huy động mọi nguồn vốn có thể để duy trì hoạt động, hầu hết các doanh nghiệp đều xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là yếu tố then chốt phải được quan tâm hàng đầu trong tình hình hiện nay. Ban lãnh đạo tôi xác định cái nhiệm vụ này cũng là một song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bởi vì nếu nó xảy ra dịch bệnh thì cái việc mà tạm ngừng sản xuất của công ty nguy cơ xảy ra là rất cao, do đó là để đảm bảo cái ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động thì chúng tôi coi cái việc phòng chống dịch này là một cái việc ngang hàng với việc sản xuất kinh doanh của công ty. Có thể còn những khó khăn về xuất nhập khẩu ở cả hai chiều, thậm chí khách hàng chậm thanh toán khiến dòng tiền bị thiếu hụt. Nhưng nhiều doanh nghiệp đã dùng quỹ dự phòng để duy trì sản xuất, hỗ trợ cho người lao động. Sản xuất ổn định trở lại là điều kiện cần để doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới. Tất cả các nguyên nhân vật liệu nhập về là ảnh hưởng rất lớn. Thay vì cái khó khăn, chi phí lớn thì tăng cường cái hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt là vấn đề tiết kiệm nguyên nhân vật liệu và động lực, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động để coi như là bù đắp lại cái khó khăn mà do dịch bệnh gây ra. Đợt dịch COVID-19 thứ 3 bùng phát khiến nhiều doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn. Nhưng theo nhiều doanh nghiệp thì khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến liên kết giữa các doanh nghiệp, đứt gãy nguồn cung ứng nguyên phụ liệu, nhu cầu xuất nhập khẩu đã ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền của doanh nghiệp. Huyện Thái Thụy tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cho công chức văn hóa, trưởng đài truyền thanh 36 xã thị trấn trong huyện.
Thời gian qua, ngành văn hóa thông tin huyện Thái Thụy đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Mỗi xã kẻ vẽ, in treo 40-50 khẩu hiệu, băng rôn, biển tường, tranh cổ động, trang trí cổng chào xã, thôn. Trung tâm văn hóa thể thao sản xuất đĩa CD cấp phát cho các xã thị trấn, bố trí lực lượng phương tiện tuyên truyền lưu động xuống cơ sở. Đài truyền thanh truyền hình huyện và đài truyền thanh xã thị trấn duy trì đều tiếp âm tiếp sóng đài cấp trên, mỗi tuần mở từ 2 đến 3 chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Buổi tập huấn đã thông tin việc triển khai thực hiện các bước quy trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử của huyện và cơ sở, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và tháng 5, hướng dẫn công tác viết tin bài phỏng vấn, giúp đài truyền thanh cơ sở tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để cuộc bầu cử vào ngày 23 tháng 5 thành công tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế chính sách đòn bẩy có ý nghĩa quyết định, góp phần đưa Thái Bình trở thành một trong số ít địa phương trên toàn quốc hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đơn cử như nghị quyết số 13 ban hành ngày 30 tháng 7 năm 2018. Cùng với việc hỗ trợ xi măng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 6 tỷ đồng mỗi xã và từ 20 đến 25 tỷ đồng mỗi huyện về đích nông thôn mới. Ước mơ từ bao lâu được giảng dạy, học tập ở ngôi trường khang trang, sạch đẹp của cán bộ, giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở xã Trung An, huyện Vũ Thư này đã thành hiện thực. Trước đây các cái điều kiện cơ sở vật chất thì không đảm bảo cho cái việc dạy và học. Nhưng bắt đầu từ tháng 3 năm 2019 về việc tạo điều kiện cho các đơn vị xây dựng nông thôn mới, cho nên đã đầu tư xây dựng cho trường trung học cơ sở Trung An một đơn nguyên gồm có 9 phòng học và 3 phòng chức năng cùng với lại nhà vệ sinh của các em học sinh và trị giá hai công trình là 8,3 tỷ đồng. Thế sau khi mà được về cái đơn nguyên mới học tập thì các thầy giáo, cô giáo cũng như các em học sinh rất là vui vẻ, phấn khởi và cũng góp phần nâng cao được cái chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Theo nghị quyết số 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 16, mức hỗ trợ của tỉnh 6 tỷ đồng cho xã khó khăn về đích nông thôn mới giai đoạn 2018-2019 như Trung An là quá khiêm tốn. Song nó được ví như chất xúc tác, giúp cho trên 30 xã thuộc top sau của tỉnh bứt phá hoàn thiện 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhờ cái cơ chế hỗ trợ của tỉnh và của huyện thì làm cái nguồn lực, động lực thúc đẩy và động viên cán bộ và nhân dân chung tay, chung sức, chung lòng để chúng ta tập trung xây dựng nông thôn mới. Có tiền thì góp tiền và có đất thì hiến đất bằng mọi, mà không có tiền có đất thì hiến bằng ngày công lao động. Trước đó, từ năm 2013 đến nay, với việc hỗ trợ gần 1,3 triệu tấn xi măng, tương đương trên 1.500 tỷ đồng, toàn tỉnh Thái Bình huy động được sự tham gia đóng góp của nhân dân với kinh phí trên 3.600 tỷ đồng để hoàn thành xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Ngoài cơ chế về hỗ trợ xi măng, tỉnh cũng đã phân cấp cái quản lý các nguồn vốn. Thứ nhất là cái nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thôn mới để cấp cho các địa phương để xây dựng cơ sở hạ tầng. Cái thứ hai là cũng phân cấp quản lý, huy động các cái nguồn vốn như nguồn vốn từ cái nguồn thu tiền cấp cái quyền sử dụng đất, cái nguồn từ cái hỗ trợ cái phát triển trồng lúa trên địa bàn tỉnh để phân cấp cho các địa phương để lấy cái nguồn vốn để xây dựng cái cơ sở hạ tầng xây dựng thôn mới. Với xuất phát điểm thấp, song đến nay 100% số xã, các huyện, thành phố của tỉnh Thái Bình được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 2 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao, 4 xã hoàn thành 11 trên 11 tiêu chí. Nhờ những chủ trương đúng, trúng với các quyết sách trong xây dựng nông thôn mới của Hội đồng Nhân dân đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, làm cho nông thôn ngày thêm khởi sắc. Tiếp tục những tin tức liên quan đến dịch COVID-19. Tại Thái Bình, công tác phòng chống dịch đang được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục cập nhật bản đồ dịch của các tỉnh, thành phố, phối hợp rà soát, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý tốt khi có các đối tượng nguy cơ. Đến hôm nay, mùng 4 tháng 4, Thái Bình chỉ còn 29 trường hợp phải theo dõi cách ly theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời quản lý tốt các cơ sở cách ly và cả những trường hợp cách ly tại nhà, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn,
Mới đây, tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học toàn quốc tổ chức tại Thừa Thiên Huế, ngành giáo dục Thái Bình vinh dự có 2 sản phẩm đoạt giải, trong đó sản phẩm máy khử khuẩn đa năng phục vụ phòng chống dịch COVID-19 do em Nguyễn Việt Hưng, học sinh chuyên lý trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Bình làm chủ đề tài đã giành giải nhì. Vậy sản phẩm này hữu ích như thế nào và khả năng sáng tạo của em Nguyễn Việt Hưng ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Chỉ cần đưa tay lại gần, chiếc máy này sẽ tự động phun dung dịch khử khuẩn nhờ cảm biến hồng ngoại, giúp khử khuẩn tay, làm khô tay tự động. Người dùng không cần chạm tay để lấy dung dịch sát khuẩn, giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo dịch COVID-19. Ở máy này thì em sử dụng 4 cảm biến ở 2 buồng sấy khô tự động và buồng phun dung dịch sát khuẩn tự động. Ngoài ra 2 cảm biến còn lại em sẽ sử dụng ở hệ thống nâng hạ lên và xuống tự động, giúp cho trẻ em hoặc là người khuyết tật sử dụng dễ dàng hơn. Chiếc máy khử khuẩn đa năng còn có tính năng đặc biệt là khử khuẩn bề mặt một số vật dụng như điện thoại, kính mắt bằng tia tử ngoại UV. Bên cạnh đó, máy có bộ nguồn ắc quy riêng nên có thể sử dụng ở những nơi không có nguồn điện lưới. Để có được sản phẩm mang tính ứng dụng cao như vậy là một quá trình tìm tòi, nghiên cứu giải công, sự nỗ lực của cả cô và trò. Từ lúc em lên ý tưởng về sản phẩm cho đến khi em hoàn thành hết dự án mất tổng cộng 1 năm. Và trong 1 năm đó thì bước đầu tiên em sẽ xác định những chức năng chính của máy. Sau đó, từ đó em sẽ xác định được những cái nguyên liệu chính cần có ở trong máy, thiết kế cái khung sườn của máy. Tiếp theo đó là em sẽ lựa chọn những cái nguyên vật liệu phù hợp. Trong quá trình thực hiện thì em cũng đã gặp khá là nhiều khó khăn. Ví dụ như ở bước lên ý tưởng cho những chức năng chính của máy, thì em cũng đã phải lựa chọn những chức năng mà thực tiễn nhất để người dân có thể đem ra sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và ở công đoạn lựa chọn nguyên vật liệu cho máy thì em cũng đã phải lựa chọn những nguyên vật liệu mà có giá thành hợp lý, công suất và kích thước vừa đủ. Là một trò rất là thông minh. Tôi thấy cái ý tưởng của em Hưng rất là hay và có tính sáng tạo, tính thực tiễn và tính mới. Cho nên là cô trò đã cùng nhau tìm tòi các cái kiến thức có liên quan để hoàn thành cái đề tài. Chiếc máy khử khuẩn đa năng được Việt Hưng lắp đặt bằng những linh kiện thông thường mua từ các cửa hàng điện tử và sử dụng dung dịch khử khuẩn do Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình sản xuất. Trong quá trình làm thì em cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ thầy cô và hỗ trợ tài chính từ gia đình. Và trước mắt thì em cũng đã làm được một số mẫu máy thử nghiệm và đã được sử dụng ở một số nơi. Hiện nay, sản phẩm máy khử khuẩn đa năng đã được sử dụng ở một số bệnh viện, trường học, cơ quan, trung tâm cách ly tỉnh và một số hộ gia đình. Thời gian tới, Nguyễn Việt Hưng dự kiến sẽ nghiên cứu sản phẩm, tích hợp pin năng lượng mặt trời, tích hợp hệ thống đo thân nhiệt tự động để phục vụ tốt nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục phát triển hoàn thiện để chuyển thành sản phẩm thương mại, tham gia vào quá trình khởi nghiệp sáng tạo của học sinh. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ tỉnh Thái Bình lần thứ 3 đã đến vòng bán kết với 35 tiết mục đặc sắc do các tài năng trẻ tranh tài. Đây là một sân khấu lớn tạo ra cơ hội để các tài năng trẻ của Thái Bình phát triển vươn cao vươn xa. Đây là một trong những tiết mục mang đến nhiều cảm xúc tại cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ Thái Bình của cậu bé khiếm thị đến từ vùng quê Chi Lăng, huyện Hưng Hà. Có cơ hội bước ra một sân khấu nghệ thuật lớn, Đỗ Minh Tài tự tin thể hiện một ca khúc hát về mẹ. Em bị khiếm thị như thế này thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc lựa chọn bài hát. Tại vì em cũng rất là đam mê với âm nhạc thì em cảm nhận âm nhạc bằng sự đam mê của em và kết hợp với lại nghe nữa. Hầu hết các thí sinh lọt vào vòng bán kết đều được phát hiện tài năng thông qua các hoạt động đoàn đội trong các khối trường tiểu học và trung học cơ sở. Từ cái nôi là phong trào đoàn đội, các em nuôi hy vọng để bước tiếp trên con đường nghệ thuật. Trong gia đình con thì không ai theo nghệ thuật hát chèo, nhưng vì con đam mê nên con đã quyết định theo nghệ thuật hát chèo và con tham gia cuộc thi này để thể hiện tài năng của mình. So với 2 vòng thi trước, vòng thi bán kết được ban tổ chức đến các thí sinh đầu tư công phu từ trang phục, đạo cụ và người múa phụ họa. Ở cuộc thi này có sự xuất hiện của nhiều loại hình nghệ thuật như sáo, đàn violon, đàn bầu. Đợt này là một lần đầu tư phải nói là rất là chuyên nghiệp.
Nhất là khi mà chúng ta đã nâng cấp lên và chúng ta đưa cái cuộc thi này về trực tiếp là Đài Truyền hình Thái Bình. Cái quy mô tổ chức, cái phần dàn dựng, biên đạo đều phải nói là rất là chuyên nghiệp. Sân chơi tài năng cho các tài năng trẻ luôn đòi hỏi sự đầu tư công phu. Thông qua đó giúp các em có cơ hội giao lưu, học hỏi, thể hiện niềm đam mê bộ môn nghệ thuật và năng khiếu của bản thân. Và đây cũng là nơi phát hiện và ươm mầm cho những tài năng phát triển, vươn cao, vươn xa. Thưa quý vị và các bạn, mọi người dân Việt Nam dù ở đâu làm gì đều hướng về gia đình tổ tiên, đó là đi tảo mộ ngày Thanh Minh. Tết Thanh Minh đã trở thành ngày lễ quan trọng, thiêng liêng, đi sâu vào tiềm thức của biết bao người Việt Nam. Mặc dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng năm nào cũng vậy, cứ vào ngày tảo mộ, cụ Vũ Thị Hòa lại cùng các con đến mộ phần của gia đình thắp nhang cho ông bà tổ tiên. Cứ đến ngày Thanh Minh và ngày Đông Chí trong một năm, thì hai cái tiết ấy là chúng tôi đều tổ chức con cháu ra để thăm viếng mộ các cụ. Trước đây là chúng tôi với lại bố mẹ chúng tôi. Thế giờ bố mẹ chúng tôi mất rồi thì lại đến lượt chúng tôi và các con của chúng tôi, các cháu của chúng tôi. Đấy. Nếu khi mà chúng tôi về già thì là các cháu lại tiếp tục làm những cái việc như bố mẹ đã làm. Tại Nghĩa trang Nhân dân thành phố, không chỉ là người cao tuổi mà các gia đình còn đưa con cháu của mình đi tảo mộ. Trước hết là để biết dần những ngôi mộ của gia tiên, sau là để tập cho các con sự kính trọng tổ tiên qua tục viếng mộ. Vì thế cho nên mỗi Thanh Minh thì gia đình mình thường là tụ tập anh chị em con cháu để tưởng nhớ thăm các cụ. Và giáo dục cho các cháu có truyền thống uống nước như nguồn. Đây là một phong tục tập quán từ xa xưa của Việt Nam ta. Và khi mà mẹ và các anh chị đi ra mộ thắp hương như thế này thì em cũng theo mẹ ra và dọn dẹp mộ thắp hương cho ông bà tổ tiên ấy ạ. Thì theo thói quen thì đây là một phong tục tập quán rất là tốt. Và em cũng tiếp thu được cái truyền thống văn hóa này của Việt Nam mình ạ. Tết Thanh Minh nhắc chúng ta nhớ về quê hương, nguồn cội. Quê hương, nguồn cội chính là tài sản tinh thần vô giá đối với mỗi cá nhân chúng ta. Đúng như câu nói, con người có tổ, có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Theo kế hoạch, từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Tiền Hải tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Tiền Hải sẽ tập trung vào địa bàn các tuyến đường tỉnh, đường huyện, thường xuyên có xe tải hoạt động và các tuyến vận tải hàng hóa từ các kho, cảng biển, bến thủy nội địa, cụm công nghiệp, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. Trong đó đặc biệt chú trọng kiểm soát trên tuyến quốc lộ 37B đoạn qua thị trấn Tiền Hải. Khi dừng kiểm tra phương tiện, thông qua hóa đơn chứng từ, lực lượng chức năng sẽ tiến hành đo đếm để xác định tải trọng. Qua giám sát nắm tình hình xác định khu vực cầu Trà Lý là địa bàn nổi cộm về hoạt động quá tải do ở đây có hơn chục bến bãi trung chuyển vật liệu xây dựng với khoảng 40 phương tiện hoạt động thường xuyên. Lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện Tiền Hải đã tổ chức tuyên truyền nhắc nhở chủ bến bãi, chủ phương tiện chấp hành quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa. Trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý theo quy định. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.